Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới, đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bất ngờ đào được 50 kg vàng trong khe núi, người đàn ông tưởng đổi đời ai ngờ phải ngồi tù vì điều này. Được biết câu chuyện đào được vàng xảy ra tại một ngôi làng nhỏ thuộc miền núi hẻo lánh ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Lão nông nghèo họ Trương là người sinh sống tại làng nhỏ với công việc đồng áng, lao động tay chân để kiếm sống mỗi ngày. Vào cuối năm 1990, ông Trương trong lúc lên núi chặt củi đốt đã tình cờ phát hiện số vàng phát ánh sáng lấp lánh trong khe núi, ngay lập tức ông lão lấy dụng cụ đốn củi đào hết lớp đất phủ và tìm thấy 50 kg vàng được chôn giấu. Sau khi kiểm tra đã lấy hết vàng, ông Trương gói ghém cẩn thận rồi âm thầm chuyển chỗ vàng về nhà. Số vàng quá lớn khiến cả gia đình lão nông nghèo không biết phải làm sao. Có lẽ cả cuộc đời này, gia đình họ chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng giá trị như vậy. Cũng vì số lượng quá nhiều nên gia đình nghèo sợ đây là vàng giả, liền mang một miếng tới ngân hàng kiểm chứng. Kết quả giám định cho thấy chỗ vàng này không chỉ là vàng thật mà còn là vàng chất lượng cao. Quá đỗi vui mừng, ông Trương đã vác hết tất cả chỗ vàng này đến ngân hàng bán. Ở thời điểm đó, một gram vàng có giá khoảng 400 nhân dân tệ, tức là khoảng 1,4 triệu đồng. Tính ra 50 kg vàng của ông đào được sẽ là số tiền vô cùng lớn, có khả năng thay đổi cuộc đời toàn bộ gia đình này. Về phía ngân hàng, sau khi phát hiện số vàng khủng, họ đã vô cùng kinh ngạc và nảy sinh nghi ngờ đây là tài sản bất chính. Nhận được trình báo của ngân hàng, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, ông Trương bị bắt giữ ngay sau đó. Hóa ra nguồn gốc của số vàng này là từ 1.000 năm trước. Chúng được cất giấu bởi kẻ cầm đầu trong cuộc nổi dậy trong thời điểm loạn an sử năm 755 đến 763. Hành vi tự ý bán vàng làm của riêng khiến ông Trương bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bởi theo luật pháp Trung Quốc, số vàng này sẽ thuộc về nhà nước trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới